vườn rau thủy canh trong biệt thự của Chi Bảo. Vợ chồng Chi Bảo, Lý Thùy Trang làm giàn thủy canh trồng một số loại rau ngắn ngày để phục vụ ăn dặm cho con trai Gia Khang. Gia đình Chi Bảo cải tạo một góc trong căn biệt thự ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh để làm vườn rau. Họ bố trí hệ thống thủy canh 4 tầng, 8 ống, trồng rau cải, xà lách, mướp. Lý Thùy Trang cho biết ông xã cô làm vườn với mục đích tạo sân chơi cho con. Theo cô, bé sẽ vui tươi, được thư giãn khi ngắm nhìn màu xanh và tương tác với mẹ qua hoạt động thăm vườn, thu hoạch. Hiện khu vườn cung cấp lượng nông phẩm vừa đủ cho bữa ăn hàng ngày. Rau cải để nấu canh cho Gia Khang còn ba mẹ ăn xà lách, Lý Thùy Trang nói. Bà mẹ một con tỏ ra thích thú khi khoe thành phẩm sau một buổi thu hoạch. Cô cho biết luôn trân trọng từng thóm rau nhỏ vì đã bỏ công sức gieo trồng. Theo Lý Thùy Trang, rau trồng bằng phương pháp thủy canh rất sạch, đảm bảo an toàn. Cô nếm thử những lá rau vừa hái từ khu vườn nhà mình. Ngoài giàn rau thủy canh, vợ chồng Chi Bảo trồng thêm một số cây ăn quả như vú sữa, sơ ri. Họ thiết kế khu vườn thành sân chơi với thảm cỏ, cây cảnh, mái hiên để ngồi nghỉ. Lý Thùy Trang cho biết mỗi khi được ra vườn, con trai cười giòn tan, khoái chí chạy chơi trên bãi cỏ. Cô cùng con tưới nước, tìm hiểu các loại cây để bé khám phá điều mới, thay vì ở trong phòng, tiếp xúc với tivi và máy tính bảng. Con trai Chi Bảo còn được chơi cùng những chú chim, lắng nghe tiếng hót của chúng. Nhóc tì 1,5 tuổi tỏ ra thích thú, chăm chú ngắm nghía những chú chim nhỏ trong lồng. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.